Elite Fitness is a premium fitness center and we believe in providing great member experience. How do we provide great member experience? By number one, we're providing great member services. Number two is providing luxurious fitness center and high-tech fitness equipment. And of course, for great results, we have great programs and great classes. Là quản lý của bộ phận các lớp học ở Elite Fitness, trung tâm của chúng tôi là một trung tâm thể thao hàng đầu tại Việt Nam. Ngoài ra, chúng tôi được nổi tiếng bởi vì cung cấp cho các khách hàng của mình một dịch vụ rất là hoàn hảo. We are providing quality service through yoga practices and different fitness tools. Elite là một trong những câu lạc bộ có hệ thống máy tập hiện đại, phong phú hàng đầu hiện nay. Bên cạnh đó, chúng tôi có những cái lớp học nổi tiếng, năng động và một đội ngũ huấn luyện viên rất là tài năng. Through yoga, we are providing group classes, personal training, and we are also organizing workshops. Dịch vụ ở đây rất tốt và các anh chị ở đây rất là nhiệt tình và dễ thương. Không gian này rất là chuyên nghiệp và rất là đẹp. Good. One membership, three clubs.